Mến chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến Bộ môn ngữ văn chính trường trung học cơ sở Chu Văn An Trước khi đi vào phân tích bài thơ đoàn thuyền đánh cá Chúng ta tìm hiểu đôi nét về nhà thơ Huy Cận Huy Cận sinh năm 1919 Mất năm 2005 Quê ở tỉnh Hà Tĩnh Ông nổi tiếng với phong trào thơ mới Cụ thể là tập thơ Lửa Thiên được sáng tác năm 1940 theo khuynh hướng lãng mạn. Sau năm 1945, thơ Huy Cận sẽ chuyển sang khuynh hướng sáng tác mới, đó chính là bám sát hiện thực cuộc sống, sáng tác theo khuynh hướng hiện thực. Năm 1996, ông được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật à, tác phẩm bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được Huy Cận sáng tác vào năm 1958 trong chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ này chính là biểu cảm. Bài thơ có bố cục chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là hai khổ đầu, cảnh đoàn thuyền ra khơi Phần thứ hai là trọng tâm của bài thơ gồm bốn khổ thơ tiếp theo từ thuyền ta lái gió với bờm trăng cho đến lưới xếp bờm lên đón nắng hồng đó chính là cảnh đoàn thuyền đánh bắt cá vào đêm trăng ở hạ long và phần thứ ba là khổ cuối cùng là cảnh đoàn thuyền trở về chúng ta đi vào phần thứ nhất đó là cảnh đoàn thuyền ra khơi câu thơ đầu tiên mặt trời xuống biển như hòn lửa tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh cho chúng ta thấy được cái cảnh biển cái không gian rất là khoáng đạt nhưng ấm áp đoàn thuyền ra khơi khi hoàng hôn buông xuống nhưng cảnh vật vẫn bừng sáng ấm áp trang hòa trong cái không khí lao động mới sống đã cài then đêm sập cửa câu thơ sử dụng nghệ thuật nhân hóa rất hay nhưng đồng thời còn kết hợp với bút pháp liên tưởng tác giả liên tưởng hình ảnh từng đợt sóng lùa trên mặt biển như chấn sông cài qua then cửa màn đêm buông xuống như cánh cửa sập xuống à thiên nhiên vũ trụ đi vào trong trạng thái nghỉ ngơi thì lúc bấy giờ đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi hình ảnh đoàn thuyền đánh cá gợi lên cho chúng ta thấy được cái không khí lao động tập thể dù cái công việc ra khơi này nó vẫn diễn ra thường nhật đây là một nhịp sống trở thành quen thuộc nhưng cuộc sống mới đã làm thay da đổi thịt cái phương thức lao động mới thể hiện khá rõ đó chính là lao động tập thể vì lao động tập thể cho nên cái không khí lao động rất là vui tươi nhộn nhịp hăng say câu hát căng bờm cùng gió khơi à, tiếng hát cất lên cùng một lúc của nhiều người tiếng hát ấy đủ vang đủ mạnh đủ to hòa quyện cùng với gió biển để thổi căng cánh bờm đưa con thuyền vượt trùng dương ra khơi. Tiếng hát đó nó là khúc hát lao động, nó cũng đồng thời là bài ca về niềm tin chiến thắng cho một cuộc hành trình ra khơi của người dân làng dài vùng mỏ Quảng Ninh. Tóm lại cảnh ra khơi được nhà thơ Huy Cận sử dụng bằng nghệ thuật so sánh nhân hóa và bút pháp liên tưởng gợi cho chúng ta thấy được cảnh ra khơi vừa hào hứng không khí lao động tập thể vui tươi à, thấy được cái cuộc sống mới với cái tinh thần lạc quan hăm hở của những con người lao động mới ở miền bắc tiếp theo cảnh ra khơi đầy sôi nổi và hào hứng đó là cái bức tranh đẹp của con người lao động cảnh đánh bắt cá vào đêm trăng ở Hạ Long. Thơ Huy Cận là thơ của sự liên tưởng, sự bay bổng nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế. Thuyền ta lái gió với bờm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng. Ông liên tưởng bánh lái của con thuyền được làm bằng gió và cảnh bờm được làm bằng trăng chính vì vậy mà con thuyền không chạy bình thường như bao con thuyền khác mà ông dùng cái từ lướt lướt nghĩa là chạy nhưng mà vừa chạy vừa bay giữa khoảng không của trời và biển hình ảnh con thuyền ở đây rất đẹp nó không phải chỉ là cái con thuyền lao động của những người dân làng trài mà nó còn là con thuyền thơ nhà thơ đã thi vị hóa cái hình ảnh lao động làm cho lao động nó rất đẹp rất nên thơ à, và hình ảnh của con người lao động mới sừng sững hiên ngang giữa đất trời biển mênh mông tư thế làm chủ thiên nhiên làm chủ trong lao động của những con người lao động mới được huy cận miêu tả rất cụ thể ra đậu dặm xa, dò bụng biển Giàn đang thế trận, lưới vây văng. à, Hình ảnh giàn đang thế trận Cho chúng ta thấy họ rất kỹ thuật trong lao động Và họ xem việc lao động đó như là đánh trận Nghĩa là có chiến lược, có sách lược hẳn hồi Như vậy là cái, cái lao động, tinh thần lao động của những ngày đầu miền Bắc xây dựng sau chủ nghĩa chúng ta thấy nó khác xa so với những ngày tháng trước năm 1945 như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết yêu biết mấy những bước đi dáng đứng của đời ta chập chững buổi đầu tiên học làm chủ tập làm người xây dựng dám vương mình cai quản lại thiên nhiên đó là hình ảnh con người lao động rất đẹp làm chủ thiên nhiên làm chủ lao động à, cá nhũ cá chim cùng cá đẻ cả sông lấp lánh đuốc đen hồng cái đuôi em quẩy trăng vàng chóe đêm thở sao lùa nước hạ long hai câu thơ liên tưởng của huy cận rất đẹp cái đuôi em quẩy trăng vàng chóe đêm thở sao lùa nước hạ long à, cái đuôi em quẩy trăng vàng chóe đây nó có hai nghĩa cái thứ nhất có thể là đuôi cá vẫy cá màu vàng sóng sánh dưới làng nước biển trong xanh nhưng ở đây chúng ta còn thấy huy cận có sự liên tưởng nhịp nhàng giữa lao động và thiên nhiên vì trăng sáng trăng trong trăng chiếu rọi xuống nước biển làm cho những con cá quẩy đuôi văng bọt nước lên cũng mang màu vàng sóng sánh của bóng trăng rất đẹp. Đêm thở sao lùa nước Hạ Long. Câu thơ sử dụng nghệ thuật nhân hóa không khí lao động hăng say phấn khởi của những con người lao động mới làm cho thiên nhiên cũng thổn thức hòa nhập cùng với họ từng đợt sóng biển lùa in hình bóng trăng sao xuống mặt nước biển tác giả liên tưởng như là trăng sao đang đùa giỡn với biển khơi mênh mông đó là cái hình ảnh có thể nói liên tưởng rất đẹp ừ. à, trong thơ ca của huy cận ta hát bài ca gọi cá vào gõ thuyền đã có nhịp trăng cao biển cho ta cá như lòng mẹ nuôi lớn đời ta tự buổi nào ta cũng có bắt gặp cái hình ảnh lặp lại của cái cảnh ra khơi bây giờ cảnh đánh bắt cá vào đêm trăng cũng có một cái hành động nữa cũng giống như vậy đó là người dân làng chài cất cao cái tiếng hát nhưng khúc hát ở đây đó là khúc hát lao động làm cho không khí lao động vui tươi khỏe khoắn hăng say hơn cho nên ta hát bài ca gọi cá vào mà mỗi lần hát như vậy trên đất liền thì phải có trống có đàn nhưng ở đây giữa biển khơi làm gì có những nhạc cụ đó người dân làng trài đã rất sáng tạo gõ thuyền đã có nhịp trăng cao nghĩa là họ gõ vào mạng thuyền để bắt nhịp cho lời bài hát vì không khí lao động hăng say như vậy cho nên họ liên tưởng hình ảnh của bóng trăng in xuống nước biển từng đợt sóng biển vỗ vào mạng thuyền như là tràn bổ tay tán thưởng của trăng sao hình ảnh liên tưởng cũng rất thú vị à, hai câu cuối của khổ thơ này Bác giả sử dụng nghệ thuật so sánh biển cho ta cá như lòng mẹ à, so sánh biển với người mẹ Vậy là biển là người mẹ thứ hai của người dân làng chài cho chúng ta thấy được sự gắn bó ân tình thủy chung giữa con người lao động với thiên nhiên nói chung và người dân làng chài với biển cả bao la, sao mờ kéo lưới kịp trời sáng ta kéo xoăn tay chùm cả nặng vẫy bạc đuôi vàng Lẻ rạng đông lưới xếp bườm lên đón nắng hồng à, suốt một đêm như vậy người dân làng chài nói riêng và người lao động phải vật lộn với biển cả nơi đầu sóng đuôi gió bây giờ sao mờ tức là chuẩn bị bình minh sắp đến họ tranh thủ à, kéo lưới để kịp cái buổi sáng để đưa đoàn thuyền quay trở về đất liền và kết quả của một đêm lao động hăng say như vậy họ thu hoạch được những cái thành quả lao động vô cùng to lớn ta kéo xoăn tay chùm cá nặng kéo xoăn tay nghĩa là kéo gì hết sức mạnh của con người ở đây không phải một hai người mà cả một tập đoàn người bởi vì không khí lao động tập thể cho nên đó là được những mẻ lưới cá căng đầy hứa hẹn một cái tương lai cuộc sống mới đầy ấm no và hạnh phúc cho nên hình ảnh vẫy bạc đuôi vàng lóe rạng đông lưới xếp bườm lên đón nắng hồng hình ảnh vẫy bạc đuôi vàng của những con cá lấp lánh dưới ảnh bình minh à, một ngày mới đó chính là cái niềm tin chính là sự chiến thắng của con người lao động bài thơ có hai cái hay cái hay thứ nhất là bút pháp liên tưởng bay bổng nhẹ nhàng và lãng mạn của thơ ca huy cận thứ hai là sự nhất quán về thời gian ở cái phần thứ nhất cảnh đoàn thuyền ra khơi khi hoàng hôn buông xuống cảnh đánh bắt cá thì vào đêm trăng còn bây giờ đó là cái phần thứ ba là cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về ở khổ cuối cùng đó là khi bình minh đang lên một ngày mới bắt đầu câu hát căng bờm với gió khơi đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời mặt trời đội biển nhô màu mới mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi chúng ta lại bắt gặp một cái sự nhất quán trong hành động của những người dân làng chài ra khơi đánh bắt cá bây giờ trở về cũng có một hành động giống nhau đó chính là câu hát họ cất cao cái tiếng hát nhưng tiếng hát ở khổ cuối này mang ý nghĩa khác đó chính là khúc hát khải hoàng cái khúc hát của sự chiến thắng trong lao động cho nên cái lời hát nó ngân xa vang to và khỏe khoắn câu hát căng bờm với gió khơi một hình ảnh liên tưởng và nghệ thuật nhân hóa được nhà thơ huy cận sử dụng rất đẹp và rất hay đó là hình ảnh đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời à, xưa nay nghe cái từ chạy đua chúng ta liên tưởng đến à, nghĩ ngay đến đó là cái sự tranh tài giữa hai vận động viên điền kinh đó là động vận động viên a với vận động viên b còn ở đây tác giả lại à liên tưởng đó là đoàn thuyền chạy đua cùng với mặt trời nhưng đồng thời cũng chính là hình ảnh ẩn dụ à đoàn thuyền đây là đoàn thuyền đánh cá tức là chỉ những người dân ở làng chài vùng mỏ quảng ninh à còn cùng mặt trời mặt trời ở đây cũng có thể cho chúng ta suy tưởng ra đó chính là cái một ngày mới bình minh đang lên và cái hình ảnh rất thú vị đó chính là mặt trời đội biển nhô màu mới nghĩa là bình minh đang lên một ngày mới bắt đầu thì cũng chính thời điểm này đoàn thuyền cũng kịp lúc cập bến đưa những cái chiến lợi phẩm của mình trong một đêm lao động cật lực về đất liền như vậy là kết quả của cuộc chạy đua này con người lao động đã tận lực tận sức và chiến thắng được thiên nhiên chiến thắng được thời gian à, và cái không khí lao động tập thể hăng say và làm chủ trong lao động đó một lần nữa được nhà thơ huy cận nhấn mạnh nó là một cái nét đẹp của con người lao động mới trong những ngày đầu miền bắc vừa giành được độc lập và câu thơ cuối cùng mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi À, hình ảnh huy hoàng muôn dặm phơi là một ngày mới tươi sáng đầy hứa hẹn trải dài vô tận à, cuộc sống mới tuy mới bắt đầu nhưng mà niềm tin vào tương lai sẽ có một cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc như vậy tóm lại bằng nghệ thuật ẩn dụ nhân hóa nhà thơ Huy Cận đã tài tình À, xây dựng miêu tả cái hình ảnh cảnh đoàn thuyền trở về à, với cái cuộc sống mới đầy tương lai hứa hẹn và đồng thời nó cũng chính là cái hình ảnh của những con người lao động mới làm chủ thiên nhiên làm chủ cuộc đời và khép lại bài thơ đoàn thuyền đánh cá chúng ta cũng nghe âm vang cái lời hát của những con người lao động mới đó chính là họ tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào trong cuộc sống mới và không khí hâm hở niềm vui của họ khi những ngày đầu họ cảm nhận được cuộc sống độc lập tự do